Ngày 16 tháng 1 tại huyện Đức Trọng, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ của dự án tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải tại tỉnh Lâm Đồng. Tham gia chương trình có trên 100 nông dân đến từ huyện Đức Trọng, Đà Tẻ và thành phố Đà Lạt. Chương trình được tổ chức theo hình thức vừa tham quan vừa trao đổi khoa học kỹ thuật tại một số trang trại trồng trọt chăn nuôi ở huyện Đức Trọng. Nông dân trực tiếp trải nghiệm thực tế cách các nông trại thực hiện xử lý phế phẩm nông nghiệp bao gồm thân, cành, lá, cây trồng, chất thải, chăn nuôi, thành phân bón, chất dinh dưỡng tái sử dụng vào sản xuất. Tham quan nông trại chăn nuôi heo rừng lai, thu hoạch phân để nuôi trùng quế, sau đó sử dụng phân trùng quế bón cho cây trồng. Một số phế phẩm của cây trồng lại làm thức ăn cho heo. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu vào trồng trọt chăn nuôi, vừa đảm bảo môi trường được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đã mang lại cho nông dân cách nhìn mới về kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, tại chương trình này, nông dân còn tham quan một trang trại trồng nấm sạch phục vụ hệ thống siêu thị, tìm hiểu cách xử lý giá thể mùn sau khi thu hoạch nấm, cũng như hoạt động xây dựng liên kết trồng nấm giữa doanh nghiệp nông dân. Thông qua chương trình tham quan, các mô hình xử lý rác thải hữu cơ sẽ giúp nông dân các huyện học hỏi được kinh nghiệm để áp dụng trong quá trình sản xuất của mình, với mục tiêu nông dân cả nước xử lý rác thải hữu cơ, giảm ô nhiễm và tăng thu nhập từ chính các loại rác thải và xử lý rác thải.